Xin kính chào quý phụ huynh, cô chào tất cả các con học sinh lớp 3. Hôm nay, cô và các con sẽ tiếp tục tìm hiểu môn kể chuyện lớp 3 tuần 14 các con nhé. Các con đã được học tiết tập đọc, người liên lạc nhỏ. Và trong tiết học ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các con kể lại câu chuyện người liên lạc nhỏ. Trong tiết học này, chúng ta cần dựa vào tranh minh họa để kể lại được câu chuyện. Khi kể thì các con cần chú ý phân biệt lời kể chuyện với lời của các nhân vật và hiểu được ý nghĩa của câu chuyện. Bây giờ, cô trò mình sẽ bắt đầu vào tiết kể chuyện nhé. Dựa vào các tranh minh họa, hãy kể lại toàn bộ câu chuyện người liên lạc nhỏ. Ở đây có 4 bức tranh, các con hãy quan sát kỹ từng bức tranh một để nhớ lại được nội dung chính của từng bức tranh nhé. Bức tranh thứ nhất vẽ gì nào các con? À, bức tranh này vẽ Kim Đồng được giao nhiệm vụ dẫn đường cho ông Ké đến địa điểm mới và phải bảo đảm sự an toàn cho ông. Các con hãy quan sát bức tranh thứ hai, xem bức tranh thứ hai vẽ gì nào? À, bức tranh thứ hai vẽ hai ông cháu đang đi, chợt nhìn thấy từ xa có một toán lính Tây đang ngược chiều tiến lại. Bây giờ các con hãy quan sát tiếp bức tranh thứ ba nhé. Bức tranh thứ ba vẽ cảnh bọn lính thấy cậu bé liền hỏi, nhưng Kim Đồng vẫn rất bình tĩnh trả lời. Sau đó Kim Đồng quay lại gọi thầy Mo đi tiếp. Vậy còn bức tranh thứ tư vẽ cảnh gì vậy các con? À, bức tranh này vẽ hai ông cháu đang ung dung đi qua trước mặt bọn giặc. Kim Đồng đã bảo vệ an toàn cho ông già cán bộ. Bây giờ, cô sẽ hướng dẫn các con kể lại từng đoạn theo nội dung của từng bức tranh nhé. Đây là bức tranh thứ nhất. Hôm ấy, Kim Đồng được giao cho một nhiệm vụ mới. Đó là việc phải dẫn đường cho ông Ké đến địa điểm mới và phải đảm bảo sự an toàn cho ông. Thế là hai ông cháu lên đường. Cháu đi trước, thấy có gì đáng ngờ thì làm hiệu để ông đi phía sau, tránh vào rừng núi ở hai bên lối đi. Chúng ta sẽ kể tiếp nội dung bức tranh thứ hai nhé. Hai ông cháu đang đi, chợt nhìn thấy từ xa có một toán lính Tây đang ngược chiều tiến lại. Kim Đồng thản nhiên huýt sáo. Ông Ké đi sau hiểu ý, tránh vào sau một tảng đá lớn ở ven đường. Nhưng bọn lính đã kịp trông thấy ông già. Chúng kêu ầm lên và chạy lại. Ông Ké bình tĩnh ngồi xuống tảng đá như một người mệt đang nghỉ chân. Đây là bức tranh thứ ba. Chúng ta sẽ kể lại nội dung bức tranh thứ ba nha. Bọn lính thấy cậu bé liền hỏi một cách soi mói, bé con đi đâu mà sớm thế? Kim Đồng vẫn rất bình tĩnh trả lời, đón thầy Mo về cúng cho mẹ ốm. Nói rồi Kim Đồng quay lại gọi thầy Mo đang ngồi nghỉ chân trên tảng đá ven đường. Cả hai ông cháu cùng đi tiếp để kịp về nhà. Còn đây là bức tranh thứ tư. Thế là ông cháu lại ung dung đi qua trước mặt bọn giặc. Chúng có mắt mà đúng như mù. Nhờ sự can đảm và nhanh trí, Kim Đồng đã bảo vệ an toàn cho ông già cán bộ. Rừng núi xung quanh như cùng bừng lên chia vui với hai ông cháu. Bây giờ chúng ta sẽ kể lại toàn bộ nội dung câu chuyện. Cô sẽ kể mẫu cho các con nghe nhé. Hôm ấy, Kim Đồng được giao cho một nhiệm vụ mới. Đó là việc phải dẫn đường cho ông Ké đến địa điểm mới và phải bảo đảm sự an toàn cho ông. Thế là hai ông cháu lên đường. Cháu đi trước, thấy có gì đáng ngờ thì làm hiệu để ông đi phía sau, tránh vào rừng núi ở hai bên lối đi. Hai ông cháu đang đi, chợt nhìn thấy từ xa có một toán lính Tây đang ngược chiều tiến lại. Kim Đồng thản nhiên huýt sáo. Ông Ké đi sau hiểu ý, tránh vào sau một tảng đá lớn ở ven đường. Nhưng bọn lính đã kịp trông thấy ông già. Chúng kêu ầm lên và chạy lại. Ông Ké bình tĩnh
ngồi xuống tảng đá như một người đang mệt nghỉ chân. Bọn lính thấy cậu bé liền hỏi một cách soi mói, bé con đi đâu mà sớm thế? Kim Đồng vẫn bình tĩnh trả lời, đón thầy Mo về cúng cho mẹ ốm. Nói rồi Kim Đồng quay lại gọi thầy Mo, đang ngồi nghỉ chân trên tảng đá ven đường. Cả hai ông cháu cùng đi tiếp để kịp về nhà. Thế là hai ông cháu lại ung dung đi qua trước mặt bọn chúng. Chúng có mắt mà đúng như mù. Nhờ sự can đảm và nhanh trí, Kim Đồng đã bảo vệ an toàn cho ông già cán bộ. Rừng núi xung quanh như cùng bừng lên chia vui với hai ông cháu. Câu chuyện cô vừa kể đến đây là hết rồi. Bây giờ các con sẽ tập kể theo từng bức tranh một nhé. Sau đó các con sẽ kể lại toàn bộ câu chuyện cho mọi người nghe nhé. Qua câu chuyện này, chúng ta thấy được anh Kim Đồng là một người rất mưu trí và dũng cảm, phải không các con? Đảng và nhà nước ta luôn ghi nhớ công ơn của anh. Tượng Kim Đồng được đặt ở rất nhiều nơi. Tinh thần hy sinh và tấm gương ngời sáng của anh vẫn luôn là bài học đối với các thế hệ nhi đồng của Việt Nam. Các con hãy tập kể lại câu chuyện cho mọi người nghe nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô chào tạm biệt các con. Chúc các con luôn chăm ngoan và học thật tốt nhé.